những địa danh nổi tiếng nối tiếp những không gian nghệ thuật tao nhã và tinh tế. Bên cạnh những giá trị tinh thần bền vững và trường tồn, tất cả các nét đẹp cổ điển và lãng mạn của Ý đã truyền cảm hứng và khơi nguồn một kiệt tác Florence, nơi thịnh vượng an vui. Từ những tinh hoa kiến trúc đỉnh cao thời kỳ phục hưng và nguồn cảm hứng bất tận của thành phố Florence nước Ý, một thành phố Florence thu nhỏ đã hiện diện tọa lạc ngay tại trái tim Mỹ Đình, Hà Nội. Nổi bật tại tuyến phố trên trục giao thông trung tâm, Florence số 28 đường Trần Hữu Dực là nơi kết nối tất cả các tiện ích khu vực cũng như những tuyến đường huyết mạch của thủ đô. Trải nghiệm cuộc sống tại Florence là tận hưởng những khoảnh khắc sống trọn vẹn trong sự yên bình và an tâm tuyệt đối. Florence hội tụ tất cả những nét đẹp thơ mộng như một bức tranh đầy màu sắc nghệ thuật, bao trùm không gian cùng lối thiết kế cổ điển, sang trọng và đầy chất thơ giữa vườn diên vĩ xanh tươi thơ mộng mà không nơi nào có được. Cuộc sống thanh bình, nhẹ nhàng, an yên, cảm nhận bằng mọi giác quan, nơi đây mang đến một thiên đường thư thái đích thực. Đắm mình trong làn nước xanh mát, cho dịu lại những ngày dài bớt bộn bề và ồn ã. Còn gì tuyệt vời hơn khi sau mỗi ngày dài là những phút giây thư giãn và tận hưởng, khởi động lại nguồn năng lượng mới và niềm hứng khởi mỗi ngày. Mọi nhu cầu cuộc sống của cư dân sẽ được đáp ứng một cách trọn vẹn bởi những dịch vụ cao cấp và các tiện ích khép kín, hiện đại và đẳng cấp. Dành hết yêu thương và những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ mai sau, Florence kiến tạo một không gian cho con trẻ lớn lên cùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nét cổ kính giao hòa cùng thiên nhiên xanh mang con người chìm đắm trong sự tĩnh tâm tuyệt đối, khơi nguồn sáng tạo và bồi đắp sức khỏe. Ngay từ bước chân đầu tiên, mở cửa cảm xúc như được chiêm ngưỡng một thánh đường nghệ thuật với không gian khoáng đạt, sang trọng, tinh tế. Vẻ đẹp cổ điển kết hợp với phong cách hiện đại tạo nên tổng thể hài hòa và ấn tượng. Tại Florence, mọi thành viên trong gia đình đều tìm thấy cho mình một không gian hoàn hảo. Được đầu tư tỉ mỉ về chi tiết và lựa chọn những trang thiết bị đến từ những thương hiệu hàng đầu. Mọi thứ tại nơi đây được hòa quyện tạo thành bản sao hưởng mang hơi thở phong cách Ý, như được tận hưởng một chuyến du ngoạn nghệ thuật tại thành phố Florence, mang đến những giá trị hoàn mỹ nhất của cuộc sống, hướng đến chất lượng cuộc sống mới, kiến tạo tương lai phát triển và phồn vinh. Florence, nơi thịnh vượng an vui. Một sản phẩm của Phục Hưng Holdings.